Ui, nhiều chưa này, cá này. Ui. Wow, ui, bắt vịt đi. Wow. Ôi, trời ơi. Ui, ui, một con rồi. Wow, rồi cho vào đây đi. Đây này, một con vịt nữa rồi các bạn ơi. Wow, mình bắt được hai con vịt rồi đây này. Wow, xem ở dưới này còn cái gì nữa không? Dưới này mình nhìn thấy các con vịt này. Nhiều lắm này. Wow, nhiều cá này. Đây là một quả Doraemon này. Wow, quả Doraemon gì đây? Wow, nhiều con vật chưa này. Đây này, có quả cá này. Ui, bỏ nước vào đi. Cho ít nước vào đi. Bỏ nước vào đây nhá. Rồi, đây này, rùa này các bạn ơi. Ui, một con cá bé này. Wow. Ui, nhiều chưa này, cua này các bạn ơi. Ui, wow. Con ốc nữa này. Rồi cho vào đây đi. Ui. Có con gì đây? Ui. Cái gì này? Wow, chị thỏ nó gấp lên. Một đầu cá mập à? Ngom. Cho vào đây. Rồi, đây để mình mang về chỗ của mình đi. Wow, đây rồi. Ui, bây giờ mình sẽ thả những cái con này xuống nhá. Một con đã bị nhảy xuống. Wow, đây là cái đầu cá mập này. Mình sẽ để ở đây nhá. Ui, con cá này. Wow, ui, cho nó xuống nha. Rồi. Wow, đẹp chưa này. Ui, đâu nữa nào. Ui, đâu, có con gì đây. Ui, con gì đây, đâu. Ơi, có cái con gì nó núp ở đây này. Wow, cái con gì đây này. Thôi, mình thấy rồi. Con gì đây. Ui, một con cua. Các bạn ơi. Wow, bắt được một con cua rồi. Ui, bạn Cam ơi, đây còn có con gì nữa này. Nó lú cái đuôi ra này các bạn ơi. Đây, đúng rồi. Nó ở sau cái lớp bèo này này. Ui, một con rùa. Rồi, bắt lên đây đi. Ui, đây một con rùa nữa này. Ừ, đấy. Ui, một con cá ở đằng này nó quẫy này. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Nhiều quá các bạn ơi. Ui, một con vỏ cánh cứng này. Này, cho vào đi. Ui, này có 2-3 con cá này mình sẽ bắt. Wow. Rồi, đây rồi. Ui, đây rồi, mình lại mang về thôi. Ui, mang về thôi. Wow. Ui, nhiều chưa, mình sẽ thả đây nhá. Ui, rùa này, cua này các bạn ơi. Wow, thả hết ra đây nhá các bạn nhá. Ui, hai con vịt của mình này. Bạn Cam có nhìn thấy con gì kia không? Đâu, con gì đây? Đây? Con gì wow. Mà nó lấy cái sừng kia kìa. Đâu. Ui. Đây đúng không? Ui. Các bạn thấy nó to chưa? Ui, hình như là một con ốc rồi. Thôi mình bắt luôn con ốc này nhá. Đây có con cá to lắm. Ui, mình bắt được một con cá bé này này. Đâu. Wow. Đây cho vào đây. Thôi, rớt rồi. Để múc tí nước nhá. Wow, cho vào đây. Rồi. Ui. Wow, như quả bóng Doraemon này. Ui, đây một con tôm hùm này. Ui, đấy một con cá nữa. Ui, cho về lại cho bạn về thôi. Ui. Ui, cho con cá nó về thôi. Wow. Ui, các bạn ơi, mình vừa bắt được này. Wow, một cái ốc to chưa này. Wow, một con tôm này các bạn ơi. Wow, nhiều cá chưa. Ui, chị thỏ đây này. Đây này, mình nhìn thấy này. Ở đây có một cái gì đây này, hang gì đây này. Đâu ạ, phát hiện ra cái gì đấy. Ui, có những cái con gì đây này. Wow, có con gì ngã trồng cối này. Wow, hình như là con gà rồi. Ui đây này, ui, có mấy con này các bạn ơi. Ui, nó gật gật kìa. Đấy, nó gật gật kìa. Wow. Ui, một bầy gà này các bạn này. Nhìn này. Ui, đây có con gà này các bạn này. Wow, nhìn này. Ui. Hay chưa? Ui, 3-4 con nó gật gật này. Ui, đây có quả gì tròn tròn này. Đây có con chim nữa này. Wow, ô quả. Wow. Đó, mình thả vào đây luôn nhá. Đây, mình sẽ mang cái con gà này về đi. Hay là mở thử xem ở trong này có con gì. Ui, từ từ đã, để mình bắt cái này về đã nhá. Đây này, một rổ đây này. Ừ, bây giờ đi. Mở ra xem nào. Wow, một con ếch kìa. Ui, vỗ ếch đi. Ui, thôi, nó chạy vào tôi. Nó nhảy ra đâu rồi. Ui, hình như nó nhảy vào trong này rồi đây này. Wow. Ui, ở trong này có nhiều các con vật lắm. Ui, nhiều chưa này. Bây giờ mình sẽ cất những cái này vào đây đã nhá. Wow, mình cho những cái bạn gà này vào canh giữ những cái bạn vịt này đã nhá. Ui, nhiều lắm. Wow. Rồi đấy các bạn ơi. Ui. Wow. Ui. Ui, ở đây này. Có một cái bể này. Ui, các bạn nhìn này, có những cái đường màu vàng màu hồng này các bạn rồi, ơi. Rồi. Đây có những con vịt này, mình bắt những con vịt này về đã nhá. Rồi, cho vào đây đã đi. Còn thấy một bạn vịt đang mổ cá này. Wow, nhìn này, đẹp chưa? Ui, mình bắt được một đống vịt rồi. Đâu. Đây. Ui. Từ từ nhá. Ui, được rồi các bạn ơi. Rồi cho vào đây nhá. Wow, một đống vịt này. Ui, ở đây này các bạn này. Đâu, có con gì đây? Mình thấy đây có một con cá heo màu
Màu này là màu màu hồng đấy. Màu hồng nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi, bây giờ mình sang nào? Để đây này. Wow, ở dưới này này có những quả bóng này, đẹp chưa này? Ui, có những cái lớp bèo này, có con cá không nhỉ? Wow, con gà này. Ui, mình phải đi tìm cái bạn ếch hồi nãy nhảy vào đây thôi. Ui, đây có một cái ống này, không biết có cái gì không nhỉ? Ừ. Wow, đây này, rớt lên xem nào. Ui, ui, ui có một con cá ở trong ấy chui ra đấy. Wow, hết ui. Rồi. Ui, cái ống này không có gì. Ở trong đấy các bạn ơi. Rồi. Wow, ui, trong này nhiều chưa này? Rùa này các bạn ơi. Ui, ui, nhiều cá lắm đấy các bạn ơi. Ui, nhìn này. Wow. Ui, những cái quả bóng này, con vịt này các bạn ơi. Ui, đây. Ui, mình bắt được này này. Wow. Ui, đây rồi, con ếch đây rồi. Đây này, tóm được con ếch rồi. Bạn nhảy vào đây rồi. Wow, đây rồi, con ếch này dễ thương chưa? Rồi. Ui, bắt vào mình mang về bể thôi. Ui, mình sẽ mang về đây. Wow, ui, cho nó nhảy xuống dưới này đi. Rồi, một con rồi. À, con ếch này này. Wow, con ếch này cho xuống đây cho bơi nhá. Ui, một con vịt này để trên này nhá. Wow, chú gà trống này để trên này luôn. Nhiều con cá bơi chưa này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, các bạn đâu đâu, đâu đâu đâu. Ui, ui nhiều cá chưa này. Ở sau cái lớp bèo này có rất là nhiều các con cá. Ui, luôn này các nhiều bạn chưa ơi. Này. Wow. Wow, đây này. Ui, đây này có cái ống này. Ui. Thử dốc cái ống này ra xem nào. Ui. Wow, ui cái ống này này. Ui, ui hai con cá nó chạy ra này. Hai con cá này mình bắt hai con cá. Wow, hai con cá gì đây? Cá rồi này. Ui, to chưa này. Ui, đây một con nữa, một con. Đây 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 đây. Wow, ui một con nó chạy ra rồi. Đây 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 đây, cho một con vào đây đi. Ui, được rồi được rồi được rồi. Wow, hai con cá to chưa? Ui, cho vào đây nhá. Ui, nhìn này. Wow, đã chưa? Đâu rồi? Đi bắt tiếp đi. Ui, đâu đâu để. Đâu 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 đâu. Đây từ từ để mình lấy ít nước đã rồi cho vào đây. Đây cá vào đây. Rồi, ừ. Đây này. Wow, chị Thỏ bắt cá kìa. Ui, những bạn cá của mình bạn chạy. Wow. Ui. Wow. Ui. Ở đây này có những cái gì đây? Ấy. Ui, cái con này là con pi nhỉ? Ui. Wow. Wow. Ấy, cho hết vào đi. Các bạn ơi. Ui, một con rắn màu đỏ này. Ui, ui nhìn này. Cắn nhá, bạn cắn nhá. Ui, nhìn này, to chưa này? Ui, đây còn có con khủng long ba đầu này các bạn này. Ui, đâu đâu đây sao nào? Đây. Ôi. Đấy, con khủng long ba. Khủng long gì mà khủng long còn ba có ba cái đầu này các bạn ơi. Wow, đây có con vịt này. Wow. Trời, nhiều lắm tôm này các bạn ơi. Ui, đây mình bắt được một con nữa này. Ui, nhiều cá quá các bạn rồi, ơi. Rồi rồi, để mình mang về đã nhá. Wow, đây này. Ui, nhiều lắm này kìa. Wow, con vịt này để góc nào nhỉ? Để đây đi. Ui. Ui, con khủng long này. Wow, cung pi này. Rồi, để trên này nhá. Cá này mình sẽ đổ xuống dưới này nhá. Wow, đẹp chưa này? Ui, những con cá của mình nó đang bơi này. Ui, có những cái con vịt này nó đang kêu này. À, vịt này hình như nó đang đói rồi, tí nữa mình cho nó ăn nhá. Rồi, bây giờ mình lại bắt thôi. Wow, trên này này, có một cái, ui, một cái đầu cá sấu này, nhìn này. Wow. Wow, nhìn đây, mình xem nào. Để đây xem nào. Ui, nó gặp này. Wow. Các bạn thỏ này, bạn ở đây luôn này các bạn này. Ừ, đây rồi, mình sẽ bắt tiếp cá đi. Wow, ui, có cái con gì này các bạn này? Đấy, con gì đây? Ui, to chưa này? Wow, ui. Ui, nặng thế. Ở trong cái bể này có con gì to chưa này ui, các bạn đâu, ơi? Đâu, đâu, xem nào. Ui, to thế nhỉ? Hình như ui, là một con ốc đấy, đúng rồi. Ui, bạn để đây đi. Ui, để trên này đã nhá. Ui, nó to lắm. Wow, to thật đấy. Thì mình mò cá đã đi. Wow, đây con gì đây? Ui, hình như là con bạch tuộc này. Wow, đây, cho vào đây đi. Con cá kìa. Ui, bắt đi, bắt đi. Rồi, cho ít nước vào. Tát nước vào. Wow, những cái tấm bèo này. Ui, cái con cá to hồi nãy này. Đây. Ui, đây nữa này. Đây, mình bắt được con cá hồi nãy rồi. Ôi, cho vào đây. Chạy ra rồi. Đây. Wow, đây. Ui, nhiều cá lắm ở trong cái tấm bèo này. Ui, có những cái con cua này. Ui, những cái quả bóng này. Cho vào đi. Rồi. Rồi, để mình mang về đã nhá. Wow, nhiều chưa này. Wow, những cái quả bóng này vứt hết xuống đây đi. Ui, wow, con cua này. Ui, con này là con hiêu cao cổ này các bạn ơi. Wow, ui, những con cá này mình đổ xuống đây nhá. Ui, già, đẹp chưa này các bạn ơi. Ui, những con vịt này. Ui, những con vịt này nó đang đói sao các bạn ơi. Đâu. Ui, chị Thỏ này, chị Thỏ bắt cá đi. Sao mình bắt được đâu, rồi đâu, 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 đây, cho vào đây. Cho đây.
Rồi, wow. Một con rồi. Nhiều. Ui, đằng này hình như không còn không? Còn nhiều không? Ôi, có con cá to chưa? Chân ui, tặng kìa. Đây. Ui, để mình bắt nó xem nào. Wow, ui, nó chuồn mất rồi, nó chuồn vào trong này rồi. Nó chuồn mất vào trong hang rồi. Có một cua này. Rồi, đây, sang này đi, đằng này còn nhiều cá lắm đây này. Wow, đây. Ui, đây này, đây. Ui, còn một con này. Wow, bây giờ bắt làm sao cái con cá vàng này. Ui, được rồi. Rồi. Từ đã nhá. Để mình bắt mang về đã. Wow, nhiều chưa? Ui. Wow, một bể cá này đẹp chưa này? Còn con gì nữa không? Wow. Đây. Con gì đây? To chưa này? Wow, ở cái mấy cái con nó hay ẩn nấp ở dưới lớp bèo này. Mình phải tìm thật kỹ xem có con nào không nhé các bạn nhá. Ui, đây có con cá sấu này. Wow, đang nghe răng ra to chưa? Ôi, rồi. Ở đây có mấy con cá này. Ôi, được rồi. Ui, nhiều wow, này. Nhiều quá. Wow. Ui, các bạn ơi. Đây này, mình nhìn thấy một con nó đang nhộp đầu ra đây này. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Ui, đây này. Đấy, một con này. Wow, một con rùa. Ui, đây rồi, mình bắt được một con rùa rồi. Wow, rồi. Rồi, hết rồi. Ui, một con tôm này. Đâu? Chạy. Rồi, ui, đâu, cho vào đây đi. Con tôm này. Rồi. Wow, bây giờ mình sẽ về mình trang trí cái bể của mình đây. Wow, một tôm mình để đây nhá. Wow, con bạch tuộc này. Để góc này đi. Ui, to chưa này. Đấy. Con cá này để ở đây, con rùa để ở đây nhá. Wow, các bạn ơi. Hôm nay này, mình bắt được bao nhiêu các con vật này. Wow, những con cá đang bơi này. Và đây những cái con vịt này này. Wow. Đây mình sẽ cho những con vịt này ăn cỏ, ăn thức ăn nhé các bạn nhé. Ừ, bây giờ mình sẽ đi lấy thức ăn để cho nó ăn. Đẹp chưa này. Ơi.